Con. Dạ. Có cái chuyện này đó, má muốn nói với con. Chuyện gì vậy má? Má nói cho con nghe. Có cái cậu này á, cậu hai, mà gia đình của cậu ở tỉnh á, gia đình giàu lắm, mà gia đình người ta chỉ có một đứa con à con à. Thành ra người ta có ngỏ ý với má là người ta muốn cưới con. Má, má biết con quen với anh Tý mà má. Thì má biết, má biết con thương thằng Tý. Nhưng mà con ơi, thằng Tý nó nghèo quá con à, nó không có tương lai. Còn ở đây con ở với người ta đó, con lo cho má được, tương lai con có, rồi em con có. Mà má có chết má cũng vui nữa con à. Má, má đừng có ép con mà má. Má đâu có ép con. Sao vậy con? Nha con, có tương lai lắm con à. Gia đình người ta cũng hiền hậu dễ thương lắm. Không có gì đâu trời ơi. Còn thằng Tý, má cũng biết con thương thằng Tý, nhưng mà không được đâu con à. Con ở với nó rồi khổ lắm. Con khổ rồi má cũng khổ luôn nữa. Má già rồi, má làm sao má nuôi con được nữa. Nha con. Má thương con rồi má. Má đừng có ép con rồi má. Trời ơi, má nói chuyện cho con nghe. Mà con cứ nói má ép con hoài à. Chỉ có một cái là má chết thì con mới vui lòng thôi à. Má. Sao con? Má. Thôi được rồi, con nghe lời má. Thank you.
tuổi thơ mẹ bắt đều ta cùng học vấn lòng dắt tay nhau giữa cánh đồng cỏ xanh hai nhà chung một mái tranh chia vui từng trái ngọt lành mà ngồi bán lấy tiền lá rơi tiền là giấy bạc anh ơi tiền là giấy bạc của đời làm ra người ta giấy bạc đầy nhà cho nên mới được gọi là chồng em bây giờ.